Nếu người ta hỏi mình tu để làm gì thì mình trả lời tu là để có hạnh phúc. Ta nói tu bao giờ mới có hạnh phúc, nói phải có hạnh phúc ngay bây giờ, còn nếu không thì anh không đang tu. Người trả lời như vậy mới đúng.